Chỉ còn 3 tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra. Trong giai đoạn nước rút này, nhiều học sinh đã dành thời gian để gấp rút ôn luyện. Bên cạnh đó, các sĩ tử cũng đã bắt đầu dành thời gian tìm hiểu về thông tin các ngành nghề mình sẽ theo đuổi trong tương lai. Em thì cũng như bạn học sinh khác thì cũng áp lực cho kỳ thi sắp tới, nhưng mà về việc chia thời gian thì chủ yếu là em đi học thêm ngoài rồi tối về em lại ôn lại bài tập thôi ạ. Em thì em cũng có tham khảo qua quản trị kinh doanh với cả ngành marketing, chắc là em cũng định chọn một trong hai ngành đấy. Thực là bây giờ em cảm thấy chắc nhất là môn toán và tiếng Anh thôi, còn văn và ngữ khác thì em cũng chưa ôn được nhiều lắm. Hiện tại là em đang hướng đến ngành kế toán và kiểm toán ở bên trường UEB, nên là em chọn ngành đấy thì em nghĩ là do cái tính công nghệ em là thích làm việc văn phòng hơn, nên là tìm hiểu ngành học và ngôi trường mình sẽ theo đuổi là điều vô cùng cần thiết, giúp tạo động lực để các học sinh có thể phấn đấu nhiều hơn. Tuy nhiên, theo các thầy cô, trong giai đoạn nước rút này, học sinh vẫn nên ưu tiên việc ôn luyện để đạt kết quả tốt nhất, thay vì dành quá nhiều thời gian để nghiên cứu về các ngành nghề. Dù là gì thì các bạn cũng đang ôn tập theo cái phương thức tốt nhất của các bạn rồi. Thế nên 3 tháng cuối thì các bạn hãy tập trung ôn thi để làm sao? Để làm sao mình có điểm thi cao nhất. Bởi vì khi mà các bạn có điểm thi cao nhất thì các bạn mới có quyền được lựa chọn nhiều cái mà các bạn thích. Bởi vì khi các bạn mà điểm thi của các bạn thấp rồi thì đương nhiên là các bạn có thích những cái mà các bạn nó lại điểm cao quá, các bạn không làm gì. Thế thì này, 3 tháng cuối chúng ta hãy tập trung vào cái việc đó là ôn thi làm sao nó tốt nhất. Bởi vì các bạn hãy yên tâm rằng là khi sau khi chúng ta thi xong, chúng ta sẽ có một tháng để chờ đợi, chúng ta không có làm gì cả. Một tháng để chờ đợi để chúng ta chờ kết quả. Vậy thì trong một tháng đấy chúng ta hoàn toàn có thể có thời gian để mà tìm hiểu về ngành nghề mình yêu thích. Còn bây giờ chúng ta hãy tập trung để làm sao mình có cái vũ khí mạnh nhất, cho đó chính là điểm số. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chốt phương án thi tốt nghiệp vào các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 6. Sau đó, các học sinh sẽ có gần một tháng để cân nhắc nguyện vọng. Dự kiến từ ngày 10 tháng 7 đến 17 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.